Ok, hello các bạn. Hôm nay hôm qua mình có quay một video hướng dẫn long loader cho dòng Sony XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium và XZ3 như này. Nhưng mà mình làm trên lineup các bạn. Và mình làm trên lineup thì lại rất là nhiều bạn cứ than là không làm được, bởi vì máy bạn dùng Windows, gọi là Windows ấy, nhưng mà mình cố tình mình gọi là Windows bởi vì nó rất là lỏ. Thì đâu, mình dùng từ lineup từ lâu rồi, bây giờ mình cũng mù rồi. Bây giờ thì đầu tiên thì chúng ta cũng đây là chiếc Sony XZ2 của mình, nó cũng đã lock border lại, mình mới lock lại để làm video. Đấy, nó cũng lock lại rồi. Đây, border unlock allow yet này, kể cả nâu cũng được, nâu nó vẫn unlock được bình thường, unlock border bình thường. Thì đối với Windows thì bây giờ trước tiên các bạn sẽ tắt nguồn đi này, tắt nguồn theo kiểu cái mức cho tắt hẳn đi. XZ2 nhá, XZ2 compact, XZ2 premium, XZ3 AU softbank docomo đều được, phải tải đúng file là được này. Ở Windows thì chúng ta phải cài driver thì từ từ đã, để mình mở cái đâu nhỉ, để mình mở cái Google Chrome này. Cái máy này máy mình đi mượn nên nó chỉ có Google Chrome thôi. Nó bạn sẽ ấn vào cái link mình sẽ để dưới mô tả nhé, có một cái link để mình tải driver ấy. Đây, mình cũng chẳng nhớ nữa, mình cứ tự gõ rồi các bạn ạ. Link này mình sẽ để dưới mô tả. Windows thì chúng ta sẽ cần driver Windows. Đây mình gọi chung là Windows nhé, Windows là bằng Windows. Trong video này thì Windows bằng Windows. Windows thì chúng ta cần driver để driver phát boot flash mode và phát boot. Còn để mình vào trang của mình nhé. Mình có để driver ở đây phải. Link mình sẽ để dưới mô tả. Các bạn xuống các bạn tìm thôi. Mã nhá. Đây, mã mới ấn được. Đây. Đây nó verify the boot này. Nó ở dưới này phải, nếu mình nhớ không nhầm mình để cái driver ở dưới này. Hoặc là nó ở đâu đó, mình cũng không nhớ lắm. Đây, driver này. Win64 tải 64 này. Windows nó phải cài driver, còn đấy. Đấy, mở cái này lên. Cài, ấn I accept. Cái này là Windows thôi, còn Linux thì chúng ta không cần. Linux cứ thế phạc lên, vác tool lên chạy, thế là xong. Nó đơn giản hơn Windows. Đấy, mình link mình sẽ để dưới mô tả nhé. Xong bây giờ các bạn sẽ tải cho mình cái file explorable ấy, nhưng mà explorable blob trước nhá. Mình sẽ để link dưới mô tả. Đây thì cái này nó cũng giống như cái Linux mình chỉ này thôi, là các bạn chọn đúng model máy. Máy mình là XZ2 bản quốc tế global. Thì các bạn sẽ tải là cái phần ở dưới này. Cái phần P118 này này. P118 này này. Đấy. Các bạn sẽ tải bản Arcari nhé. Đây này, mỗi máy nó sẽ có một cái riêng, một file riêng. Đây. XZ2 là Arcari, XZ2 Premium Aura, XZ2 Compact Apollo, XZ3 Akatsuki. Đấy. Các bạn sẽ tải cái này. Đâu nhỉ? Akari. Của mình là X2 nhấn là Akari. Các bạn dùng Docomo bạn tải cái ở trên này này. Đấy. Docomo bạn tải cái ở trên này nhá. Đấy. Cái này link Docomo mình sẽ để dưới mô tả nhá. Đấy. Nó sẽ tương tự như cái Linux này thôi. Đấy. Cái máy này mình đi mượn, không phải máy của mình các bạn ạ. Mãi mới mượn được ấy. Các bạn tải cái P118 Akari này về. Nó lưu vào đâu nhỉ? Để mình tải lại nhá. Nó lưu vào đâu ấy? Ui trời ơi, lưu vào OneDrive mà chết người à. Rồi, ok. Sau khi tải xong hai cái này thì tải xong cái này thì các bạn phải tải thêm New Flasher đó. New Flasher. Các bạn tải New Flasher về, xong tải nén ra. Đây. Windows nhé, còn Windows thì chúng ta mới tải cái này thôi nha. Windows thì mình sẽ chỉ quay unlock border thôi, mình không quay gì lock lại nhá. Các bạn lưu ý cho mình nhá. Đây. Cái Windows này nó chán lắm nên là mình chỉ làm cho xương thôi. Đấy. Đây, nó có cái file New Flasher cho .exe này. Thì nếu không có phải ấn vào View này. Bật cái file extension này đây này, thì nó mới hiện cái đuôi này. Các bạn thông cảm nhé, cái máy này không biết tại sao mà nó bị nháy màn đấy.
cũng không biết là tại sao nó lại bị nháy màn. Đây nó có cái file đây này, New Flasher.exe này. Các bạn sẽ giả nén cái P118 này ra, phải nó đúng dòng máy nhé. Akari thì là XZ2, còn phải bắt phải tải đúng dòng máy nhé, không code name của máy ấy. Đây này, còn mình là XZ2 thì nó là Akari này. Các bạn giả nén cái copy cái này vào. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đưa máy về flash mode, tắt nguồn đi máy, bắt đầu nguồn máy đi, cắm vào máy tính nhé. Cái máy này bị nháy màn các bạn ạ. Cái máy tính này nó bị nháy màn, tôi cũng chẳng biết tại sao. Ở ngoài thì không nháy nhưng mà ở camera thì nháy, camera thì nháy. Ấn giảm lượng này. Ok, vào flash mode rồi. Xem là nhận chưa? Chuột phải. Đây, có tiếng rồi, thế là nhận rồi. Ấn vào đây. Ui trời ơi. N, enter. A, enter. N, enter. Rồi, ok, nó cũng giống giống như cái Linux như mình này. Bây giờ các bạn sẽ kéo nó lên này. Nó cũng cái này các bạn cũng copy vào thế thôi. Đấy, cũng copy cái new flasher vào xong rồi chạy bật lên thôi. Đây, nó cũng ok đây là được này. Rút sạc ra, bây giờ rút sạc ra. Các bạn sẽ đưa máy về fastboot. Đây, à không, đưa máy về fastboot đi. Cái Windows này nó không được như Linux này. Còn phải đưa vào fastboot. Thì đưa vào fastboot nó sẽ không nhận được driver đâu. Đây này, các bạn nhìn đây này. Cái Windows này nó sẽ không, chúng ta sẽ phải cài driver. Đây các bạn thấy chưa? Đấy, nó nhận là Android này. Nó không cài được đâu. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm như nào? Bây giờ chúng ta sẽ phải tải driver USB fastboot. Nếu mà bình thường thì Linux các bạn sẽ không cần. Bình thường thì Linux thì nó các bạn cứ vác tool vào chạy thôi, bởi vì cái cơ chế của Linux nó không sử dụng driver như này. Nó tự động tool thì nó điều khiển. Nó sử dụng tool các thứ để nó điều khiển thay vì nó dùng driver. Có những thứ phải có driver, nhưng mà những cái USB driver này, USB này thì nó không cần nhá. Thường là nó sẽ không cần. Đấy, trừ máy in đấy. Phải tải các bạn ấn vào đây các bạn tìm lên các bạn tìm thôi. USB driver. Đấy. Thì nó cũng sẽ ở download này. Các bạn thông cảm cái máy này màn hình nó bị nháy các bạn ạ. Thông cảm nhé, thông cảm cho mình nhé. Đấy. Không biết là tại sao nó bị nháy. Mình cũng không biết tại sao. Làm thế nào cho nó hết thì mình cũng chịu. Đây, để mình bật thử cái đam mode này. Lâu rồi không dùng mà lú hết rồi. Bật thử cái đam mode này mà. Đỡ hơn rồi. Đấy, đỡ hơn rồi. Đây, ok, các bạn sẽ giả nén cái USB driver này ra. Lưu ý nhé các bạn nhá, dùng Linux thì có một USB driver. Windows thì đây các bạn phải ấn chuột phải vào. Chọn install này. Cái chuột phải vào đây. Device manager. Đấy, nó sẽ hiện ra cái Android tiếp này. Chuột phải, update browse. Let me pick này, Android device. Biết là chúng ta phải chịu khổ mất bao nhiêu lâu. Đấy, ok, Android device bootloader interface này. Yes. Ok, thành công, cài xong driver ADB, fastboot này. Bây giờ chúng ta sẽ tải cái Xperiable bản Windows. Thì các bạn đợi mình tí, mình sẽ lấy link. Đây này, các bạn sẽ vào cái trang này này. Link mình sẽ để dưới mô tả nhé. Đây. Đây có cái file EXE này, mình mới đưa lên. Ok, các bạn sẽ tải về. Bây giờ thì mình sẽ chạy. Các bạn sẽ đây. Mình sẽ tải nha các bạn nha. Đây tải luôn cái này. Windows nhá. Windows thì nó sẽ phải lằng nhằng rất rối lắm. Dùng Linux thì rất là đơn giản, nó không khó đến mức như thế này. Nó không có lằng nhằng như thế này. Ôi giời ơi. Đây ok, giả nén xong rồi nó sẽ chúng ta sẽ copy luôn cái xperiable.exe này vào. Vào đây. Tắt cái virus đi nhá, không tắt có virus virus thì tắt đi. Thế cho nó chắc. Ok. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào đây này. Bấm vào cái nút này này, ở cái trên này này. Có chữ CMD enter. Thì để unlock thì bây giờ mình sẽ thử nha. Các bạn sẽ gõ xperiable-a. Nhận chưa? Nhận rồi, ok. Làm được nha. Nó phải ra như này ra được này. Đây mình sẽ để cái máy ra đây cho chắc nha. Linux thì sẽ dễ hơn, nó cho nó sẽ hay làm phát ăn ngay. Còn Windows thì phải làm nhiều lần hơn, nó cứ đen đen, nó cứ đen đen nó không ăn đâu này.
Bạn đợi mình tí để mình lấy link nhé. À, bây giờ các bạn sẽ, máy này đang lock bootloader. Bây giờ mình sẽ lock và sẽ gõ là expandable trừ b trừ u trừ s 0x 0x40 af 90 trừ 5. Thế thôi, nếu mà không được. Ok, các bạn thử này. Đấy, thành công này. Pattern successfully là được này. Đấy, pattern successfully này là thành công nha. Các bạn sẽ bây giờ các bạn sẽ gõ là expandable trừ c hoặc kép om unlock i trừ 1 đấy, device array unlocker. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng và bây giờ các bạn sẽ rút sạc ra Windows này. Mình sẽ chỉ quay unlock bootloader thôi, còn lock bootloader thì mình sẽ không chỉ. Mệt ạ. Quay Windows là đã đủ mệt rồi. Bây giờ các bạn sẽ, nó không có phát boot đâu. Nó không có phát boot đâu. À, mình chưa cài phát boot. Expandable trừ A. Đấy, unlock Z, bootloader đã được unlock thành công. Đấy, ok. Đấy, ok, bootloader đã unlock thành công. Thì mình cũng không còn gì để nói nữa. Đây là bootloader đã unlock thành công. Có thể cài ROM custom như bình thường. Còn các bước sau, unlock bootloader. Đây mình chỉ hướng dẫn unlock này này. Còn lock mình không làm. Đấy, unlock thành công. Mình cũng không chỉ gì nữa. Đây là máy mình đi mượn rồi, tắt luôn. Cái boot thử recovery cho các bạn xem. Đây, cắm vào này. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ boot thử recovery cho các bạn xem này. Fast boot. Để mình fast boot wire data đi nha. Mới unlock bootloader xong rồi nó sẽ phải wire data đi. Đấy. Mình sẽ không chỉ lock đâu. Lock thì các bạn dùng Linux này. Đấy. Ok. Boot on fork lên. Boot chưa? Nó đang boot đấy. Đây. Máy Windows đây. Mình tắt rồi các bạn ạ. Mới đi mượn được các bạn. Tí mình phải giả ấy. Ok, boot được Odin Fox rồi. Đó, chỉ việc cài ROM thôi. Thế là xong. Thế thôi. Boot vào ROM gốc cũng sẽ được nhé. Đây này. Nó sẽ boot vào ROM gốc được bình thường. Miễn là các bạn đã wire data bằng phát boot trừ với kép. Đấy, mình sẽ chỉ quay ở đây rồi là xong, mình sẽ dừng luôn bởi vì nó cũng không có gì. Đây, ok, đang boot rồi. Android Xperia nó sẽ boot rồi, bạn cứ đợi tí nó sẽ boot thôi, mình không muốn quay nữa, mệt lắm này. Thì xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Đây là một video bổ sung dành cho Windows, gọi chung là Windows đấy. Hết, mình không còn gì nữa các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn một ngày tốt lành, và mình vẫn khuyên là các bạn nên dùng Linux để làm hơn. Dùng Linux làm sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn là so với Windows. Ok.